đây bông con tăng ngày nay nhôm miên hạt thạch cô bằng nhớ nhé hạt thạch cô bằng nhớ nhôm miên kia cực chóp hay là tất chỉ lục muối hay nít thạch cuôn bằng nhớ dương một thưa hạt bông con thạch cuôn bằng nhớ thì thà nói dương chắp đam hạt thạch cuôn bằng thạch cuôn nhớ sẵn thạch cuôn bằng nhớ bạn do sạc tề dương bạn sạc với cho là hạt tàu hay nít thạch cuôn sai bằng nhớ thì thà là
ឥឡូវនេះប្រហិតយើងបានឆ្អិនហើយឥឡូវយើងចាប់ដាក់អំពិលទៅពួនយើងម្ដង